Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, mưa đã hết, không khí lạnh thì cũng đã suy yếu, vì thế các tỉnh miền Bắc lúc này khá là dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời hầu khắp các nơi đều dao động trong khoảng từ 19 cho đến 21 độ, sương mù nhẹ xuất hiện. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và thu hẹp hơn về phía đông, tạo đà cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng hơn về phía nước ta. Vì thế, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ có nắng nhiều hơn và nhiệt độ ngày sẽ tăng nhanh. Nền nhiệt chung sẽ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ, cục bộ có nơi lên 30 độ. Dự báo trong những ngày tới, vùng áp thấp phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn và là hình thế chính chi phối toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung. Nhiệt độ vì thế tăng nhanh và khả năng cao từ cuối tuần này, Bắc và Trung Bộ đều sẽ xuất hiện nắng nóng. Trước khi có nắng mạnh trong những ngày cuối tuần này, thì hôm nay miền Trung sẽ có một ngày không mưa nhưng cường độ nắng vẫn ở mức vừa phải. Với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, sau buổi sáng nhiều mây và có sương mù nhẹ thì đến trưa chiều trời cũng chuyển nắng và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn, duy trì ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Riêng đối với Ayunpa hay Cát Tiên, nhiệt độ cao 34 cho đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, miền Đông vẫn là nơi nhiệt độ có xu hướng nhỉnh hơn, dao động từ 34 cho đến 35 độ. Còn ở miền Tây có mức nhiệt là từ 33 cho đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì thành phần gió Đông Bắc, nhưng cường độ gió ở cả hai khu vực này đều ở mức yếu, cấp 4 trở lại. Trời không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.